Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng đã có mưa vừa đến mưa to. Như Vinh Quang 1, Kon Tum 60,6mm, Hồ Suối Chí, Quảng Ngãi 42,8mm, Bình Dương, Bình Định 65,8mm, Thanh Sơn 3, Khánh Hòa 58mm, Lạc Xuân, Lâm Đồng 39mm. Thưa quý vị, dự báo trong thời gian tới, khu vực các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục sẽ có mưa với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là các huyện. Tại Bình Định như An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Quảng Ngãi, Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, tại Khánh Hòa, Can Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tại Kon Tum, Ngọc Hồi, Sa Thầy, tại Gia Lai, An Khê, Chư Pắc, Chư Pông, Đắc Pơ, Đức Cơ, Gia Lai, Lâm Đồng, Bảo Lâm, Di Linh, Hà Nội. Cảnh báo dông lốc tại khu vực Hà Nội. Hiện nay trên ảnh vệ tinh số liệu định vị dông sét và radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Vùng này có xu hướng di chuyển mở rộng theo hướng đông bắc. Cảnh báo trong thời gian tới, khu vực huyện nói trên có mưa rào và dông, sau đó sẽ phát triển mở rộng sang các quận nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay mùng 3 tháng 6 và mùng 4 tháng 6 năm 2024. Khu vực Hà Nội đêm nay chiều tối mai mùng 4 tháng 6 có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Sau mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du đêm và sáng sớm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.